3 ngày đâu. Thì nếu tôi lên không lấy được thì lúc trước 16 giờ thì nó chỉ là 5 giờ thôi. Thì nếu tôi là tự chơi là nó hình thức là mọi người là chơi là làm tối á, thì đêm mình là trực cái chứ không có em mới làm hai chú cuốn thế ba em mới làm hai chú công an viên thằng kia học thằng kia cuốn là mình đánh là chỉ để hồi cùng tiền nhau để đi ăn tối thôi. Dạ không đúng là cũng là quy định của cơ quan đơn vị đấy, thì nhưng mà báo với anh thì chúng tôi là cũng cùng công tác tại cơ quan. Nói chung là chơi đó không phải chơi vấn đề mà thế này thế khác, mà chơi vấn đề mà anh em chơi vui ngày cuối tuần thôi đó, chứ không phải là chơi chúng tôi chơi là sát phạt lẫn nhau hay là ăn tiền ăn bạc của nhau cả. Đây báo với anh là có nghĩa là cùng anh em cùng cơ quan nhân sự tối ngày gặp nhau công tác với nhau biết tính tình của nhau hết, là không phải là chơi vấn đề mà thế này thế khác đó anh được đấy. Báo anh là không có tiền lớn như vậy đâu, bởi vì anh em 200.000 với anh 10.000 là khác đổi, thế là có anh ấy bảo tiền lẻ không đổi để ấy 5.000 đi 5.000 cho ấy không dễ, chứ làm gì có tiền lớn như vậy anh em ở đây không có tiền lớn như vậy. Thì cũng là mình đành sao bài đánh bài KT anh em 5 người ngồi vào đánh bài KT ván 5.000 này các đấy để được. Xong nó góp lại ăn thua thì cũng thành một ấy, không có góp chung lại tiền để xuống ăn tối cuối tuần, bởi vì hôm đó cũng ngày thứ bảy cũng cuối tuần thì anh em trực ở đây dân phản ánh như vậy là không chính xác.